Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệpyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu là tin từ Thái Lan cho biết về một vụ xả súng rất thương tâm ở một nhà trẻ, có ít nhất là 38 người đã bị thiệt mạng. Bản tin từ Bangkok cho biết là một cựu cảnh sát đã xông vào một nhà trẻ ở miền Bắc Thái Lan, bắn chết hơn 30 người, chủ yếu là trẻ em, sau đó đã giết vợ, con và tự sát. Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan ông Akchong Krayton cho biết là vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở trông trẻ em thuộc huyện Naklang, tỉnh Nong Bua Lampu lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay. Nghi phạm là Panya Kamrap, 34 tuổi, mang theo súng săn, súng lục và dao. Viên chức của huyện Naklang là bà Jidapa Bonsum cho biết rằng có khoảng 30 trẻ em tại cơ sở khi tay súng xông vào. Nghi phạm ban đầu bắn vào 4 hoặc là 5 nhân viên cơ sở, trong đó có một cô giáo đang mang thai 8 tháng. Bà Chipada nói rằng lúc đầu mọi người nghĩ đó là tiếng pháo bông. Chúng tôi đã rất sợ hãi và vội tìm nơi ẩn nấp sau khi nhận ra là một người đang xả súng. Bà Chidapa đã kể lại, tay súng sau đó đã xông vào một căn phòng đã được khóa, nơi trẻ em đang ngủ. Bà nói có rất nhiều trẻ em đã bị giết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng nào kinh khủng như vậy. Tướng Jirapop Purides từ Cơ quan Điều tra Trung ương của Thái Lan cho biết rằng nghi phạm Kamrap là một cựu cảnh sát đã bị sa thải trong năm ngoái vì những cáo buộc liên quan tới ma túy. Nghi phạm đã ra hầu tòa ở tỉnh Nong Bua Lampu vài giờ trước khi nổ súng vào những em bé đang ngủ. Phát ngôn viên của sở cảnh sát ông Paisan Lua Sambun nói rằng tay súng đã đến nhà trẻ để tìm con của mình nhưng không thấy con ở đó và ông ta đã rất căng thẳng và khi không tìm thấy con mình, anh lại căng thẳng hơn và bắt đầu nổ súng. Hình ảnh và video ở trên trang mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể của trẻ em trong một lớp học. Bên ngoài cơ sở thì các phụ huynh gào khóc và xung quanh có nhiều xe cứu thương. Sau khi nghi phạm tẩu thoát khỏi nhà trẻ trên một chiếc xe bán tải màu trắng, thì nghi can tiếp tục lao xe và bắn vào người đi đường. Khi về đến nhà riêng thì Kamrat đã bắn chết vợ và con cũng như là tự sát. Cảnh sát cho biết là có ít nhất là 38 người bị thiệt mạng trong sự việc, trong đó có 23 trẻ em, 12 người bị thương và 3 người bị thương nặng. Giới chức yêu cầu đóng cửa toàn bộ nhà trẻ trong khu vực. Thủ tướng Thái Lan đã ra một tuyên bố cho biết rằng vụ xả súng đã gây chấn động đất nước, đồng thời ra lệnh cho tất cả các cơ quan hãy cứu chữa người đang bị thương trong bệnh viện. Sau qua châu Âu, bản tin tiếp nối cho biết là quốc gia Thụy Điển đã phát hiện ra được bằng chứng về đường ống Nord Stream bị phá hại. Thông tấn xã Reuters cho biết là Thụy Điển cho biết là cuộc điều tra về hiện trường đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã củng cố nghi ngờ là vụ phá hoại tổng thể liên quan tới các vụ nổ. Cơ quan an ninh Thụy Điển cho biết rằng sau khi hoàn tất việc điều tra hiện trường, chúng tôi có thể kết luận rằng đã xảy ra các vụ nổ ở tại Nord Stream 1 và 2 trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Theo cơ quan này thì hai đường ống bị hư hại rất nhiều. Họ đã lấy được một số vật liệu tại hiện trường và sẽ phân tích. Cơ quan cho biết là bằng chứng đã củng cố những nghi ngờ về việc phá hoại tổng thể. Cơ quan công tố của Thụy Điển cho hay trong một tuyên bố riêng rằng không còn hạn chế ở khu vực khí đốt bị rò rỉ. Giới chức của Thụy Điển trước đó thông báo là khu vực có bán kính 5 hải lý từ vị trí rò rỉ là một vùng cấm tàu thuyền qua lại. Châu Âu đang điều tra 4 vụ rò rỉ liên quan tới 3 đường ống của hai tuyến đường ống Nord Stream nằm ở dưới biển Baltic và nghi ngờ là do phá hoại nhưng từ chối nêu đích danh bên nào phải chịu trách nhiệm.
Thụy Điển và Đan Mạch dẫn đầu cuộc điều tra vì tai nạn xảy ra ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của hai nước này. Các nhà điều hành của công ty Nord Stream trong tuần này cho hay họ không thể kiểm tra đoạn bị hư hỏng vì chính quyền của Đan Mạch và Thụy Điển đã áp đặt các hạn chế. Nga trong ngày hôm nay cho biết là họ đã được thông báo qua kênh ngoại giao rằng họ không thể được tham gia cuộc điều tra. Bộ trưởng Tư pháp của Thụy Điển trước đó đã nói với Nga rằng không thể để cho nước khác tham gia trong cuộc điều tra. Ngoại trưởng của Đan Mạch cho biết là họ không yêu cầu Nga đứng ngoài cuộc điều tra, nhưng lực lượng đặc nhiệm do cảnh sát đứng đầu giữa Đan Mạch, Thụy Điển và Đức sẽ phụ trách điều tra sự việc này. Sau sự việc nói trên thì các tuyến đường ống Nord Stream nối liền với các quốc gia châu Âu, họ đã tăng cường an ninh và giám sát quanh hạ tầng quan trọng dễ bị tấn công. Hải quân của Anh và Na Uy cũng đã điều chiến hạm tới canh gác đường ống dẫn khí đốt ở biển Bắc. Na Uy còn triển khai binh sĩ tới gác tại các nhà máy xử lý dầu khí lớn trên đất liền. Trong khi đó thì nước Ý tăng cường giám sát hệ thống năng lượng và cáp viễn thông ở dưới biển. Tin từ Ấn Độ cho biết là quốc gia này kiểm tra các mẫu siro ho nghi liên quan tới cái chết của 66 trẻ em ở Gambia. Ấn Độ đang kiểm tra các mẫu siro trị ho do công ty dược phẩm Maiden của Ấn Độ sản xuất, ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng các sản phẩm của công ty Maiden có thể liên quan tới cái chết của 66 trẻ em ở Gambia. Phát biểu với báo giới, ông Anil Vizi, người đứng đầu cơ quan y tế của tiểu bang Haryana, nơi mà công ty Maiden đặt nhà máy sản xuất, ông cho biết là các mẫu siro đã được chuyển lên phòng thí nghiệm dược phẩm trung ương để thử nghiệm. Ông khẳng định là nhà chức trách của Ấn Độ sẽ phải xử lý nghiêm nếu phát hiện bất kỳ một điều gì sai trái. Theo giám đốc của công ty Maiden, ông Naresh Kumar Royo cho biết là ông mới vừa được thông tin về các trường hợp tử vong vào sáng ngày hôm nay và đang nỗ lực tìm hiểu tình hình chi tiết với khách hàng từ Gambia. Phát biểu với báo giới trước đó chỉ một ngày, Tổng Giám đốc của Cơ quan Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus cho biết rằng Tổ chức Y tế đang điều tra các trường hợp tử vong vì những tổn thương thận cấp tính với các cơ quan quản lý dược phẩm và công ty Maiden của Ấn Độ. Phân tích tại phòng thí nghiệm các sản phẩm siro trị ho và cảm lạnh của công ty Maiden cho thấy chúng chứa một lượng lớn chất diethylene glycol và ethylene glycol không thể chấp nhận được. Những chất này rất độc hại, khiến cho người dùng gặp phải các triệu chứng như là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và đau đầu, thậm chí là tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới dẫn thông tin của Cơ quan Kiểm soát Chất lượng Dược phẩm của Ấn Độ cho biết rằng công ty Maiden chỉ mới cung cấp những thuốc nói trên đến quốc gia Gambia. Tuy nhiên, tổ chức này không loại trừ khả năng những dòng siro trị ho nói trên đã được cung cấp tới các quốc gia khác theo một con đường không chính thức. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế khuyến cáo nên thận trọng và kêu gọi các quốc gia khác phải rà soát và cấm lưu hành những sản phẩm này để không gây tổn hại thêm cho các bệnh nhân. Tin từ Ecuador, bạo loạn trong nhà tù khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Nhà chức trách của Ecuador trong ngày 6 tới tháng 10 thông báo có nhiều thương vong trong các vụ đụng độ giữa các tù nhân xảy ra tại nhà tù Guayas số 1 ở thành phố Guayaquil trước đó một ngày. Trong một tuyên bố đăng trên trang Twitter, giới chức của nhà tù cho biết là có 5 tù nhân bị thiệt mạng, 18 tù nhân và 5 cảnh sát khác bị thương. Một số tù nhân đã sử dụng chất nổ khiến cho các tù nhân khác bị thương, cũng như là làm hư hại nhà tù, vốn đang giam giữ gần 7.000 phạm nhân. Cuộc bạo loạn này xảy ra chỉ một vài ngày sau một vụ bạo loạn khác tại một nhà tù ở thành phố Latacunga trong ngày 3 Tây và 4 Tây tháng 10, khiến cho 16 tù nhân bị thiệt mạng và 43 người khác bị thương. Thống kê chính thức cho thấy, kể từ tháng 2 năm 2021, có 8 vụ bạo loạn nhà tù liên quan tới băng nhóm ma túy xảy ra ở Ecuador, khiến trên 400 người bị thiệt mạng. Vụ bạo loạn đẫm máu nhất diễn ra hồi tháng 3 năm 2021 tại nhà tù Litoral ở thành phố Guayaquil, khiến cho 125 tù nhân bị thiệt mạng. Việc quá tải cùng với tình trạng thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm đã dẫn đến một làn sóng bạo lực trong nhà tù trong những năm gần đây.
Hệ thống nhà tù của Ecuador được thiết kế để giam giữ tổng cộng là 30.000 tù nhân, nhưng tính cho đến tháng 9 vừa qua có khoảng 35.000 tù nhân đang bị giam giữ trong tổng cộng là 53 nhà tù ở Ecuador. Tin từ Mexico cho biết là một nhóm tay súng xông vào tòa thị chính ở tiểu bang miền Nam Guerrero, bắn chết 18 người, trong đó có cha con của viên thị trưởng. Văn phòng công tố của tiểu bang Guerrero cho biết là vụ tấn công xảy ra ngay tại tòa thị chính của thành phố San Miguel, Totolapan. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy mặt tiền của tòa nhà đầy vết đạn. Văn phòng cam kết là sẽ bắt giữ những kẻ phải chịu trách nhiệm. Tổng trưởng lý của tiểu bang là bà Sandra Luz Vandodivot cho biết, cho đến nay thì chúng tôi đã xác nhận là 18 người chết và 2 người bị thương. Những người thiệt mạng trong đó có thị trưởng Conrado Mendoza, cha của ông, người này cũng là cựu thị trưởng, và cảnh sát cũng như là nhân viên hội đồng của thành phố. Hiện nay thì vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Đảng cánh tả của Mexico là Đảng Cách mạng Dân chủ, nơi mà Mendoza là một thành viên, đã lên án hành vi giết người hèn nhát và yêu cầu phải thực thi công lý. Ngay sau vụ tấn công thì một cơ quan an ninh, trong đó có cảnh sát của tiểu bang và liên bang, cho biết rằng họ đã đưa nhân viên tới khu vực này. Thống đốc của tỉnh Guerrero và là thành viên của đảng Morena cầm quyền, bà Evelyn Salgado cho biết là đã yêu cầu mở một cuộc điều tra khẩn cấp. Bà Salgado nói rằng sẽ không có sự dung thứ nào đối với hành vi gây hấn ác độc. Tôi xin chia buồn cùng với gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Truyền thông của địa phương cho biết nghi phạm của vụ tấn công là Los Delicios, là một băng nhóm có liên hệ với băng đảng ma túy Jalisco Nueva Generation. Băng đảng Los Tequileros đã từng hoạt động ở tại San Miguel Totolapan trong vài năm, chủ yếu là dàn dựng các vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc. Guerrero là một trong những tiểu bang nghèo nhất ở Mexico, đã phải chịu đựng nhiều năm bạo lực liên quan tới cuộc chiến giữa một số băng đảng ma túy tranh giành khu vực sản xuất thuốc phiện và heroin trong tiểu bang này. Một lần nữa xin gửi đến quý vị phần thông tin thương mại.